Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Giỏi MB Công Việc Nhà Nông. Hôm nay mình có chút thời gian rảnh, mọi người qua chỗ đám ớt của bạn làm sát bên mọi người tham quan. Đây mọi người, đấy là bạn mình, ông chủ của đám ớt. Kỹ thuật trồng ớt của bạn này rất là ok mọi người. Đấy, đấy mọi người thấy trái không? Trái dày cộm luôn, đậu trái trên nào mọi người, đậu trái trên nào. Đấy, ớt này thì bạn trồng đầu tháng 5, hôm nay là đầu tháng 8 mọi người. Đấy, bắt đầu vừa thấy trái nách, hai bối rồi. Nhìn ớt mơ mọi người, xanh. Xanh mướt. Nói chung là ớt này không có bỏ chi khúc mọi người. Nói chung là đỡ ớt mà phát triển tốt, tư tốt mà đọt mướt thì mình phải diệt được con bọ chi khúc. Đấy. Rồi giống như là bà trĩ nhện, nhất là con nhện ớt rất là ớt là hay bị nhện mọi người. Đấy, bơm sạch bà trĩ nhện là cây sẽ mướt phát triển mạnh như năm ớt, các bạn mọi người thấy đấy, rất là xanh, lớp trái lớp bông mọi người, lớp về đậu trái nhiều là lớp bông nó trắng hết đó mọi người. Đấy. Đây là cái bạn ở trong của giống ớt chánh phong 04 mọi người. Chánh phong 04 là loại ớt là ớt trung mọi người. Trung xuất khẩu, loại ớt xuất khẩu đi Singapore. Loại ớt này thì người dân hay trồng, rất là ưu chuộng mọi người. Mọi người, ớt của ông bạn đang bị sâu cắn phá mọi người. Đấy, bị sâu đục quá rụng rất là nhiều. Đấy, người nhìn như đất hay lệch dục rất là nhiều, nói chung trái xay mà sâu nó ăn, nó độc ăn hết. Đấy, ớt tốt sâu, nói chung cũng sâu nên nó kháng thuốc vậy lên mọi người, khó là diệt. Nói chung ớt tốt là nó bơm thuốc không bao giờ mà dính xuống được nó con sâu. Đấy, như mọi người thấy đấy, trái nách thưa, trái trên thì dày mà trái nách thưa, tại vì sâu nó cắn hết mọi người. Đấy, bắt đầu chín bói mọi người. Ớt ra chùm chùm là thấy đã luôn rồi, nói chung nhìn đám ớt là thấy đã không muốn đi rồi. Đấy, bắt đầu hai bối. Giá ớt hiện tại là ngày hôm kia bạn có hai bán là 41.000 một ký. Đấy, 41.000 một ký ớt đẹp rồi. Mọi người thấy dàn lá gốc xanh, không có bệnh gì hết nữa. Chỉ có sâu thôi, sâu là nói chung sâu khó diệt, dàn gốc rất đẹp, không có bệnh gì. Điềm. Đây mọi người, tối nay mình đi thăm qua thì mình có đi ngang qua đám ớt bạc rồi, thằng bạn. Đấy, mình có lấy bình rọi thử mọi người, ui trái cục cục cục, lấy bình quất mà cái trái nó phát sáng luôn mà, trái có nhiều cỡ đói mọi người thấy. Nếu mà giữ giá đây thì bạn nó kiếm chắc trăm mấy chục triệu bây giờ chơi quá đạt.